Thẻ xanh bảo lãnh Diện vợ chồng F2A mất bao lâu? Diện F2A là gì? Thẻ xanh có bảo lãnh Diện vợ chồng được không? F2A là thị thực nhập cư Hoa Kỳ dành cho vợ chồng hoặc con dưới 21 tuổi của thường trú nhân, thẻ xanh. Thị thực này cho phép thường trú nhân được nộp hồ sơ bảo lãnh vợ chồng và con dưới 21 tuổi qua Mỹ. Hiện tại, thời gian bảo lãnh Diện vợ chồng F2A khoảng 2 đến 2,5 năm. Quý vị cần thường xuyên theo dõi lịch chiếu kháng để biết chính xác. Lịch chiếu kháng này cũng được đăng hàng tháng trên website diTruMỹ.com cũng như trên Facebook của chúng tôi. Thẻ xanh bảo lãnh Diện vợ chồng cần giấy tờ gì? Đối với người bảo lãnh, một bản photo thẻ xanh, một bản photo giấy hôn thú, một bản photo bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ chồng cũ nếu có. Hai tấm hình 2 inch x 2 inch. Giấy đổi tên nếu có. Thuế thu nhập của năm gần nhất. Đối với người được bảo lãnh, một bản photo khai sinh. Những trường hợp khai sinh trễ hạn cần làm thêm tuyên thệ nhân chứng. Một bản photo bản án ly hôn hoặc giấy chứng tử của vợ chồng cũ nếu có. Hai tấm hình 2 inch x 2 inch. Để được tư vấn miễn phí, xin vui lòng gọi văn phòng Nam Cali 877 Di Trú Mỹ hoặc 877-348-7869, văn phòng San Jose 408-998-5555, văn phòng Sài Gòn 028-3516-2118 hoặc 028-3511-7684.